Hi, xin chào quý vị khán giả, chào tất cả mọi người đã đến với kênh Úcker của mình đây. Mọi người ơi, mọi người xem nha mọi người, hôm nay nè, Úcker đang cắt trái cam nha. Úcker đi phụ cắt trái cam nha quý vị khán giả. Những cái cam đã được chín, đó chín vàng ươm luôn quý vị khán giả ơi, thơm lắm nha. Cam này á, trong mùa dịch bệnh á, quý vị khán giả phải tăng cường vitamin C nha quý vị khán giả. Chúng ta hãy cùng cắt ra nhanh thôi quý vị ơi. Đó quý vị thấy không, Úcker đang cắt cái trái cam ra, nhưng mà ở phía bên kia là có cái mâm bự lắm quý vị khán giả. Cái mâm rất là bự luôn lắm quý vị. Đó, Úcker em đang cắt nha quý vị, để trên cái thớt, và bây giờ Úcker em đang cắt nha. Cắt ra để làm nước mà mọi người uống đó quý vị khán giả. Đó, cắt nguyên cả mâm luôn đó nha quý vị khán giả. Hãy theo em Úcker để chúng ta cùng tách cam nha. Ở nhà quý vị khán giả nhớ mua cam về uống nha quý vị. Ở ngoài người ta bán một ly tới 20.000 mắc lắm quý vị khán giả ơi. Mình mua một ký cam á có 15.000, không thôi là 20.000 à. Chúng ta làm uống cả nhà luôn, uống một đống luôn á quý vị. Còn ngoài bán ly tới 20.000 là uống vô có một chút xíu à là xong rồi, hết rồi quý vị khán giả. Bởi vì vậy mà mọi người muốn uống cho thật là nhiều được nước cam á, nên mọi người phải đi ra chợ mua về, và chúng ta cắt ra và chúng ta nặn ra đó, và chúng ta bỏ vô ly. Quý vị thấy sức sắc không quý vị? Em cầm nguyên cả mâm luôn nha quý vị. Bây giờ khuấy lên nha. Bây giờ nước cam đã được vắt ra rồi đó quý vị, nước cam đã được vắt ra rồi. Bây giờ chúng ta khuấy lên. Đây là một cái thau nước đá nha, một cái thau bự chà bá luôn nha. Bây giờ xúc vô nha quý vị. Cái khúc này là em không có mang bao tay quý vị, đừng có cười em nha quý vị ơi. Khúc này em không có mang bao tay, em lấy cái tay em xúc vô quý vị ơi. Mong quý vị khán giả thông cảm cho em nha, em quên rồi quý vị ơi. Em bỏ vô nha, bỏ vô ly nha quý vị. Bỏ vô và quậy lên cho nhanh nha quý vị, để đưa cho người ta uống á quý vị khán giả. Đó, để mở cho người ta uống. Bây giờ 2 ly quý vị ơi. Bây giờ tới ly thứ 3 nè quý vị. Quý vị thấy không, tới ly thứ 3 bây giờ em quậy nè, em quậy, em khuấy nè, em khuấy dữ lắm quý vị. Tay em mạnh lắm nha. Cái nào chứ làm công việc này kia nọ là tay em làm nhanh lắm nha quý vị. Đó, quý vị thấy xuất sắc chưa, em phụ nha quý vị. Em phụ dắt nước cam nha, đỏ nước đá vô ầm nha quý vị. Đó, bỏ vô đồng mờ khách uống quý vị khán giả ơi. Mời người ta uống nước cam trong cái mùa dịch ấm áp đầm đà lắm nha quý vị. Đó, quý vị thấy không, thấy xuất sắc chưa quý vị ơi. Quý vị nhớ là lúc nào cũng đồng hành trên kênh nhà của em Út nha quý vị, để chúng ta thưởng thức những cái tình cảm yêu thương, để xem những video ý nghĩa và dành cho nhau những cái niềm vui nha quý vị. Đó, em Út đã tách ca, đã sắc cam ra hết rồi nha quý vị. Đã sắc ra để trong cái mâm bự rồi đó. Chỉ có dắt nước cam và bỏ vô ly và phấy thôi. Một cái ly nước cam uống thật là ngon tuyệt vời ông mặt trời. Xúc vô, xúc đá vô nha. Bây giờ có cái ly để xúc đá rồi. Lúc bước đầu thì em lấy cái tay em bóc vô quý vị khán giả. Nhưng mà khúc sau này em đã có một cái ly rồi quý vị. Cái ly mũ và em đã đổ vô nha. Đó, làm gì mới nhanh quý vị khán giả ơi. Nhanh tay lẹ làng nha, nguyệt mới kịp người ta uống. Không thôi là không kịp mà người ta uống đâu. Em chỉ là đi phụ thôi nha mọi người. Em chỉ là đến phụ cắt cam và bỏ nước cam vô và mời khách uống thôi nha. Cảm ơn quý khán thính giả yêu thương đã bỏ thời gian ngắn ra xem Úcker tách cam và làm nước cam ngày hôm nay để tăng cường vitamin C nha. Đó quý vị ơi, nếu như quý vị có yêu mến kênh của em Út, mọi người bấm vào đăng ký, bấm vào subscribe và chia sẻ kênh cho em nha, để em có động lực làm thật là nhiều video để gửi mọi người. Bye bye mọi người, I love you.